Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay trung tâm Berlin. Và ở đây chính là cái cổng thành Berlin, nơi đã chứng kiến sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Và người dân đã phá bỏ bức tường ngăn giữa Đông và Tây nước Đức để họ có thể đi lại một cách thoải mái và tự do. Đấy là quyền của con người. Và cũng qua đó là bức tường Berlin sụp đổ thì cái thể chế Cộng sản tại Đức cũng như các nước Đông Âu, sau đó hàng loạt các nước khác cũng sụp đổ theo. Và hiện nay châu Âu đang được hưởng thụ một cái nền tự do và dân chủ hòa bình. Và các bạn cũng thấy đất nước của họ tươi đẹp như thế nào, người dân đi lại thoải mái, an toàn. Và nhiều người Việt Nam đã sang đây du lịch cũng như sang đây du học. Và đa số những cái người đó đã muốn ở lại nước Đức và ở lại châu Âu để tiếp tục làm việc. Và điều đó phải nói lên rằng thể chế dân chủ và tự do là ưu việt. Và hiện nay tại Việt Nam cũng đang diễn ra một cái quá trình tương tự như vậy. Đó là việc tại Biển Đông thì Trung Quốc liên tục gây hấn đối với Việt Nam. Họ đưa tàu thăm dò vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và mặc dù đã bị Việt Nam phản đối bằng nhiều công hàm, bằng nhiều hình thức khác nhau, bị quốc tế lên án, bị Mỹ và châu Âu lên án, nhưng Trung Quốc vẫn không dừng lại cái việc mà xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Ngược lại, họ đã liên tục đưa thêm tàu để gây sức ép với Việt Nam, bởi vì Trung Quốc đã tuyên bố rằng là cái vùng đường chín đoạn đó là của họ. Chính vì vậy mà họ đã có cái chính sách rất rõ ràng để xây dựng cái lực lượng hải quân cực kỳ mạnh và lớn, cùng nhiều tàu và cái đội ngũ được huấn luyện một cách đầy đủ và trang thiết bị vũ khí rất hiện đại để tiếp tục chèn ép Việt Nam ở cái vùng biển mà Việt Nam gọi là đường lưỡi bò. Tuy nhiên, mặc dù Trung Quốc liên tục có những cái thái độ rất ngạo mạn trên vùng biển, cũng như họ đâm tàu thuyền của ngư dân Việt Nam và cướp ngư cụ của ngư dân Việt Nam và đâm hỏng những cái tàu của cảnh sát biển Việt Nam, nhưng phía Việt Nam gần đây dường như mạnh mẽ hơn trong việc lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Và cụ thể nhất là các bạn đã thấy trong những ngày vừa qua, đó là việc Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Và đây là hình ảnh các bạn thấy người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nói. Và không những một lần mà nhiều lần Bộ Ngoại giao Việt Nam bắt đầu lên tiếng chỉ trích và phản đối trực tiếp Trung Quốc về cái hành động này. Thì đây là một cái điều mà rất mới ở Việt Nam. Từ trước đến nay chúng ta chưa thấy cái thời gian nào mà cái nỗ lực của Việt Nam trở nên mạnh mẽ như vậy. Sở dĩ điều đó xảy ra bởi vì ở Biển Đông hiện nay đang có rất nhiều những cái chiếc tàu của Trung Quốc liên tục đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và cụ thể nhất là cái thông tin mà các bạn có thể xem là ngày hôm qua, bản tin của biển Nam Trung Hoa ghi rất rõ ngày 13 tháng 8, tàu Hải Dương 8 trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu hải giám số 35111 được thay thế bằng tàu hải giám 45111 để ở trong khu vực gần cái lô 0601 của Việt Nam, tức là thuộc thềm lục địa Việt Nam và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngoài ra, giáo sư Matheson, một cái phó giáo sư giảng dạy trong trường hải quân của Mỹ, ông đã đăng status này trên tweet của ông và ông nói rằng giai đoạn 2 của cuộc chiến trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu. Thì đây là cái điều mà rất đặc biệt mà ngay cả thông tin báo chí trong nước vẫn chưa đăng tải và hình như chưa được phép đăng tải. Mà các bạn chỉ có thể xem được qua những cái trang báo của quốc tế, của nước ngoài như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Châu Á Tự Do FA, Đài FI của Pháp hoặc Thời Báo DE và một số cái trang báo cũng như một số cái blogger tự do khác ở đăng tải. Vậy đây là hình ảnh mà các bạn thấy tàu Trung Quốc tiếp tục quần đảo và quay lại cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và dường như là Việt Nam thấy rất yếu thế trước Trung Quốc, bởi vì cái lực lượng hải quân của Việt Nam nhỏ và mỏng hơn Trung Quốc rất nhiều. Và cái lực lượng của họ lại được hỗ trợ của nhà nước Việt Trung Quốc, cho nên họ đã đưa có những lúc đến 80 tàu ra khu vực bãi Tư Chính để quay và hút tàu của cảnh sát biển Việt Nam cũng như những tàu ngư dân Việt Nam và tạo ra những cái căng thẳng rất lớn ở đó. Vậy thì Việt Nam phải làm gì? Đó là Việt Nam phải cố gắng kết nối và đi hợp tác với các nước thuộc các nước văn minh như Mỹ, như châu Âu. Và cái điều cụ thể mà các bạn đã thấy là hình ảnh ông Phạm Bình Minh gần đây đã ngày 1 tháng 8, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Việt Nam đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bên lề hội nghị Ngoại trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok, Thái Lan. Và cái cuộc gặp này rất quan trọng, mặc dù là bên lề, nhưng phải khẳng định rằng là Việt Nam muốn gần gũi
với Mỹ và các nước khác. Bởi vì chỉ có Mỹ và châu Âu, Anh, Pháp, Úc mới lên tiếng để ủng hộ Việt Nam trong cái việc phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian vừa qua và gần đây. Còn những cái nước khác như Lào, Campuchia, Bắc Triều Tiên, Cuba, những cái người đồng ý thức hệ, những cái nước đồng ý thức hệ với Việt Nam là thể chế cộng sản, họ cũng không hề nói gì. Thì đấy là cái điều rất nghiêm trọng. Và không những Mỹ lên tiếng bằng biện pháp ngoại giao mà họ đã cụ thể hóa bằng việc họ điều cả tàu sân bay vào trong cái vùng Biển Đông để cho Trung Quốc biết rằng là vùng biển này là tự do hàng hải và Trung Quốc không thể coi như ao nhà được. Và với cái tàu sân bay rất lớn này chở theo hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu thì là một cái điều Trung Quốc cần phải cân nhắc khi làm bất cứ cái điều, cái việc gì ở trên Biển Đông đối với Việt Nam. Và cái thể hiện một cái hành động rất rõ ràng như vậy. Ngoài ra, Việt Nam hiện nay cũng đang tìm mọi cách để kết nối với cả những nước khác như các nước ở châu Âu. Mặc dù qua cái vụ việc trước đây vào năm 2017 đã xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở cách đây không xa, chỉ cách đây có vài trăm mét thôi, nhưng vì quyền lợi của châu Âu cũng như vì quyền lợi của Việt Nam cho nên họ đã phải kết nối với nhau. Và cái cụ thể nhất là các bạn vừa chứng kiến hình ảnh là Việt Nam ủng hộ châu Âu tham gia cấu trúc quốc phòng châu Á Thái Bình Dương với hình ảnh là ông Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gặp và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và tỏ ý hoan nghênh các đề xuất tăng cường hợp tác quốc phòng từ EU, tức là từ châu Âu. Đây là bà Mogherini, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trước cuộc hội kiến hôm 5 tháng 8 vừa qua. Và các bạn thấy rằng là dường như ông Ngô Xuân Lịch rất vui và rất mừng bởi vì đột nhiên lại có những cái đối tác rất lớn như châu Âu tham gia ủng hộ Việt Nam như vậy, mà những cái nước xã hội chủ nghĩa anh em im lặng và từ chối. Vì hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam rất khó khăn, Việt Nam đứng giữa ngã ba đường. Nếu Việt Nam không đi theo các nước tư bản, các nước dân chủ tự do của phương Tây như Mỹ, châu Âu thì Việt Nam sẽ bị Trung Quốc tiếp tục lấn lướt, tiếp tục cướp lãnh hải, tiếp tục xâm chiếm chủ quyền biển đảo và gây nhiều sức ép khác, ngay cả sức ép kinh tế. Khi họ không đạt được cái điều gì thì Trung Quốc lập tức gây khó khăn đối với các hàng nông thổ sản, thủy sản của Việt Nam ở biên giới phía Bắc và đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu người dân Việt Nam khi họ phải vứt bỏ hoặc bán rất rẻ những cái sản phẩm đó ở ngay biên giới bởi vì là Trung Quốc không cho nhập những hàng đó. Đấy là cách sức ép. Và bây giờ Trung Quốc ép một cách trực tiếp và mạnh hơn nữa, đó là việc họ đưa tàu vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Và cái điều này rất nguy hiểm bởi vì ở đây, cũng ở đây thì có cái lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, có lực lượng hải quân Việt Nam, có những cái nhà giàn như DK1 của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam chốt giữ. Thì chỉ cần một cái sự va chạm nhỏ, có thể hai tàu chiến hoặc hai tàu của hai nước mà đâm nhau hoặc nổ súng nhỏ thì có thể rất dễ gây ra cái cuộc chiến tranh bắt đầu ở ngay trên biển Đông. Và điều đó sẽ gây tai hại rất lớn, sẽ cướp đi sinh mạng hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người Việt Nam và kể cả Trung Quốc cũng sẽ thiệt hại mà không có bất cứ nước nào có lợi cả. Cái điều đó là rất nguy hiểm bởi vì các bạn biết Trung Quốc thì rất hung hăng và hung hãn. Họ đã xây dựng lực lượng hải quân rất mạnh và cái lực lượng này là luôn luôn tuần tra trên cái vùng biển Đông cũng như là những cái nơi mà Trung Quốc cho rằng đấy là lãnh thổ của họ. Và cụ thể nhất đấy là vùng đường chín đoạn, đường lưỡi bò mà họ đã vẽ ra. Và gần đây họ tập trận liên tiếp, không phải tập trận một lần mà trong thời gian vừa qua tập trận hai lần. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã nhận được những thông báo là Trung Quốc tiếp tục thông báo tập trận ở Biển Đông bắn đạn thật. Đấy là cái răn đe của Trung Quốc đối với Việt Nam nếu Việt Nam quá gần Mỹ, châu Âu và các nước văn minh. Nhưng điều này không thể đảo ngược bởi vì chỉ có như vậy thì Việt Nam mới có thể bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của mình. Bởi vì Việt Nam không thể đứng một mình và không thể tự chống được Trung Quốc. Và cái điều tiếp theo mà cái chính sách của Việt Nam là chính sách 3-0, là Việt Nam tức là luôn ủng hộ việc không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào cũng như không cho phép bất kỳ quốc gia nào khác có căn cứ quân sự hoặc sử dụng đất của mình thực hiện các hoạt động quân sự chống lại các nước khác. Ở đây cái 3-0 này rất nguy hiểm ở chỗ là chính vì vậy nó ngăn cản cái sự hợp tác của Mỹ và châu Âu sâu hơn với Việt Nam. Bởi vì các nước khi mà như Nhật hoặc là Nam Triều Tiên và một số nước khác thì Mỹ đặt được căn cứ quân sự ở đó thì Trung Quốc và những nước khác lăm le lấn chiếm cái biển đảo của Nhật Bản và những nước xung quanh sẽ phải dè chừng.
bởi vì ở đó có căn cứ quân sự Mỹ. Nhưng ở Việt Nam thì không có, bởi vì Việt Nam có chính sách 3-0, tức là như vậy là ngăn cản cái sự hợp tác. Và cái điều này Việt Nam có lẽ đang xem xét lại. Và chính vì vậy mà cần phải có những cái thay đổi cơ bản trong cái thể chế cũng như là trong cái hình thức hợp tác. Như các bạn đã thấy, đây là hình ảnh là máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ tại căn cứ Kedana ở Okinawa, Nhật Bản. Đấy. Với những căn cứ này, với những chiếc máy bay chiến đấu như thế này của Mỹ, thì các bạn phải biết rằng sức mạnh của quân sự nó sẽ mạnh như thế nào. Và có như vậy thì Việt Nam mới có thể chống chọi được với Trung Quốc. Vì cái ngân sách quốc phòng ở Việt Nam rất thấp, rất nhỏ, và không thể đem cái điều đó ra chạy đua vũ trang, mà cần phải đứng vào một cái liên minh. Và tất nhiên để được vào những liên minh như vậy thì Việt Nam phải thay đổi thể chế, phải chuyển đổi cái mô hình không phải một đảng mà phải đa đảng, phải tự do dân chủ, phải được người dân được bỏ phiếu, và phải có báo chí tự do để cho những cái thông tin như các bạn vừa xem trong thời gian vừa qua là đến trực tiếp người dân mới biết được. Chứ hiện nay các báo chí trong nước vẫn chưa đăng cái thông tin mà là tàu Hải Dương 8 và cái đội tàu hộ tống bắt đầu quay trở lại vùng khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần bãi Tứ Chính, là cái điều đó rất nguy hiểm. Và người dân khi không biết điều gì xảy ra thì họ sẽ rất bất ngờ, và ngay cả những lãnh đạo khác cũng sẽ không hiểu biết đầy đủ cái thông tin trên thế giới để có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ngày hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta đã nói về Biển Đông, Việt Nam cô đơn giữa ngã ba đường. Và các bạn hãy sau xem video này bình luận vào phía dưới để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và cung cấp tới các bạn những thông tin nhanh nhất, kịp thời và trung thực nhất. Chào các bạn.